Ngoại nhận ra là Thư có cái sự khác biệt so với những bé trai khác á, từ khi nào hả ngoại? Từ khi cháu nó mà lên lớp 4. À, lớp 4. Lớp 4 là cháu nó có cái biểu hiện đó, cũng như là đi học về đó thì mẹ nó lại làm công chuyện thì nó đi lên trên gác á, cái nó lấy áo trong nó mặc đó của mẹ nó, Dạ. rồi cái nó lấy áo của mẹ nó khoác vô, rồi cái nó cột lại, rồi cái nó đứng ở trên nó múa. Cái mẹ nó tình cờ về thấy mới đánh cái mẹ nó mới khóc khóc, rồi cái ba nó về đánh nữa, rồi cũng nhiều lần. Rồi cái mẹ nó xuống chợ, mẹ nó than phiền: má ơi con buồn quá, bây giờ bé Bảo nó sinh ra như vậy đó, con cũng không biết nói làm sao nữa. Rồi thì ngoại có nói gì nè, ngoại nói thôi đừng có buồn, bởi vì cái số phận đứa nào nó cũng vậy thôi, mà bây giờ mình muốn thay đổi cũng không được, thôi kệ con cứ việc an phận, nếu mà con của mình nó tới đâu thì mình bước tới đó, mình ủng hộ cho nó, mình đừng có bao giờ ngăn cách nó như vậy nó buồn. Rồi nhiều đứa nó sanh ra nó quấy động cái tâm thần đó, rồi Dạ. cái nó sanh ra nó chết chóc hay này kia, tội nghiệp lắm, là nó không có làm khó thằng này nữa. Nhưng mà khi này nó lên được tới lớp 7 lớp 8 rồi, nó cảm thấy là nó học không nổi nữa, nó nói: ngoại ơi con giờ con học không nổi, bây giờ chỉ có ngoại hiểu con, chứ giờ con nói ra là mẹ con với ba con quýnh không, la hoài, thì thôi giờ ngoại về ngoại khuyên. Thì ngoại mới về khuyên với ba mẹ nó: thôi con chấp nhận đi. Thì thôi, rồi nó mới chịu, nó mới chịu để cho này như vậy rồi này nọ, cái nó học không nổi nữa. Rồi cái có một lần là lộ lộ đó, là Dạ. Lâm Quốc Khải đó mở ra một cái cuộc thi, thì nó nói: ngoại giờ con đi thi được không? Nó, nếu mà con thích thì con cứ đi, rồi ngoại có ủng hộ, con ủng hộ hết mình luôn. Rồi cái là bà cháu mới là khăn gói lên đường đi thi, nó đi thi rồi ngoại cũng ủng hộ nó luôn, lên sân khấu ủng hộ luôn, bình thường luôn đó. Rồi từ đó về sau đó là cái là nó đi hát lô tô Dạ. đó, nó biểu hiện là đi hát lô tô, rồi thấy nó cũng có cái năng khiếu, nó thôi thôi, thôi kệ đi, ủng hộ cho con mày đi, chứ để mà nó đi trong trên ở ngoài đường nó còn hư thêm nữa, là nó có ví dụ như nó có thu nhập được rồi nó xây sở nó lo cho bản thân nó, thôi gì cũng được. Thì từ đó về sau là nó cũng đi hát lô tô vậy. À, anh muốn hỏi Thư là từ hồi bé em đã rất là gần gũi với ngoại của em rồi phải không? Dạ đúng rồi. Thì cái cảm giác của em khi mà ngoại là một người ở bên cạnh mình mà rất ủng hộ mình như thế, Dạ. em thấy như thế nào? À, dạ thật sự là cảm giác của em thấy rất là vui khi là, tại vì thời điểm đó là ở nhà thì thật sự là em không chia sẻ được với ai hết, ngoài chia sẻ với bà ngoại thôi. Tại vì thật em chia sẻ với anh là có một thời điểm là tầm khoảng em năm lớp 3 thì ba mẹ em là có một cái gia đình em có một cái biến cố, nên ba mẹ em phải đi một nơi khác ở, và em với anh của em thì lên ngoại ở một thời gian. Và thời điểm đó thì lúc đó em cũng còn nhỏ thôi, nhưng mà em cũng cảm nhận được là bà ngoại rất là thương em, bà ngoại rất là hiểu em. Thật sự là tới thời điểm bây giờ luôn là ở trong nhà, ngoài mà nếu như em không chia sẻ với mẹ ra thì chỉ có bà ngoại mới là người hiểu em thôi. Rồi khi anh có nghe ngoại nói về cái vấn đề em nghỉ học á, em bỏ giữa chừng á, thì lý do vì sao vậy Thư Hằng? Thời điểm đó em không có tinh thần để đi học, tại vì ở trong trường anh biết là trong bạn bè em họ không thích những người như em. Rồi họ cái hành động của họ đối với em là như thế nào? Chẳng hạn như là nó gọi là em đứng trên cầu thang á, em cũng mới bị mấy bạn đánh em, Tự dưng đánh như vậy hả? tự nhiên đánh, và em cũng không biết là lý do tại sao hết trơn á. Nhưng mà lúc họ khoảng chừng một thời gian sau thì em hỏi lại thì mấy bạn bảo là tại vì tao thích thì tao đánh thôi chứ đừng hỏi. Nên hồi điểm đó em thứ nhất là cũng là vì do em như vậy mà em sa sút việc học, và thứ hai là thời điểm đó thì em cảm thấy là gia đình em, ba mẹ em không còn có nhiều điều kiện để lo cho em đi học nữa. Nhà em có mấy anh chị em thôi. Dạ nhà em có ba anh em, anh trai em còn một anh trai và một em trai nữa. Em là ở giữa. Dạ em quyết định là nghỉ học để nhường cho anh của em với lại em của em đi học, tại vì thứ nhất là tại vì ở thời điểm đó em cũng bị xuống tinh thần rồi, em không có muốn đi học nữa, nên sẵn về việc đó luôn, nên em nghĩ là tới thời điểm bây giờ em vẫn nghĩ là cái quyết định của em là đúng. Tương lai như thế nào thì em vẫn chưa biết, nhưng ở thời điểm hiện tại thì em vẫn coi đó là suy nghĩ đúng. Tại vì
khi em nghỉ học thì ba mẹ bớt đi nỗi lo nào về tài chính của gia đình. Cái cơ duyên nào mà đem em đến với cuộc thi của Lỗ Lộ hả? Thật sự là chuyện cũng dài lắm, là khi em vừa nghỉ học xong thì em có đi làm giày dép. Em làm giày dép được một thời gian thì cũng nói chung là trong thời lúc làm thì cũng có bị những anh làm chung cũng gọi là cũng tỏ vẻ kỳ thị. Thì em cũng buồn và em cũng nói mẹ, nhưng mà xong em cũng nghỉ làm. Rồi em bắt đầu về nhà phụ gia đình được một thời gian sau thì em bắt đầu thích học make up. Trong thời gian học thì cái người thầy dạy em cũng rất là nhiệt tình với em. Vô tình em đọc được một cái bài viết, một cái bài status về cái cuộc thi này. Và em bắt đầu, em quyết định tham gia. Em cũng sẽ không nghĩ là mình sẽ tham gia đâu. Lúc đó em cũng ngại về tài năng của mình lắm. Tại vì đối với em mặc định là các anh chị chuyển giới thì ai cũng có tài năng hết. Và em sợ khi em tham gia thì em không bằng người ta. Nhưng mà rốt cuộc thì sau khi em tham gia cuộc thi đó thì em cũng được giải Á quân 2. Và từ khi em tham gia cuộc thi đó tới giờ là em bắt đầu lấn sâu vào cộng đồng và em tham gia những cái show, những cái sự kiện của cộng đồng. Và từ từ em mới được thêm những cái giải cho bản thân của mình nữa. Nhà mình có 3 người cháu phải không ạ? Thì cái cảm giác của ngoại khi mà ban đầu có 3 người cháu trai, bây giờ trở thành 2 cháu trai và 1 cháu gái nó như thế nào ạ? Còn nói về riêng về bà ngoại thì lúc nào cũng thông cảm. Bởi vì mình đã sống trong những cái hoàn cảnh đó rồi. Biết, tôi hiểu biết nhiều. Thành thử ra tôi nói không có cấm được, đừng gì. Trời xanh mà, không ai cấm cản được. Rồi còn Thư, khi mà ngoại có ủng hộ cái việc mà Thư sẽ chuyển giới sau này không? Dạ ngoại thì ủng hộ. Ba mẹ thì hiện tại là cũng tạm chấp nhận em. Chứ ba em cũng có đâu từng nói với mẹ là làm gì làm, nhưng mà nhất quyết không cho em chuyển giới. Khoảng cách giữa mấy thế hệ nó cũng xa mà. Dạ. Nó đi hát, đăng ký hát ở phường thì nó cũng kêu tôi về ủng hộ, cũng như là hai bà cháu hát chung với nhau, hát chung với nhau để mà coi giọng hát được hay không. Đó, bà ngoại chấm giùm con coi được hay không. Nó được là ok là lên thi. Thi thì kỳ đó con cũng được giải mấy giải ba. Dạ, giải ba. Được, cũng là được giải ba. Thi ra, ở phường. Tính ra từ đó giờ là em được cũng nhiều giải. Cũng nhiều giải rồi. Về ca hát thì em cũng được 2 giải, một giải Á quân của cuộc thi sắc màu GPT với một cuộc thi là giải ba của chương trình tiếng hát Vàng Anh là khi còn 2016. Còn bắt đầu khoảng chừng khi mà em bắt đầu là người chuyển giới rồi á, thì là tính tới là năm ngoái, ngày này có thể là ngày này năm ngoái, là em đạt được giải là Thiên Thần Triển Vọng, là trong top 5 thiên thần của cộng đồng người chuyển giới. Là đứng lên nói về người chuyển giới. Hôm nay có mẹ của Thư ở nhà không? Tại vì dạ, mẹ em hiện tại là đang làm cho quán cơm của dì gần nhà. À vậy bao giờ mình có thể được nói chuyện với mẹ không? Rồi tầm bây giờ cũng được. Bây giờ mình có thể nói chuyện. Dạ. Thế bây giờ em có thể nhờ mẹ trích một xíu thời gian chạy qua xíu. Ừ. Thế cho mọi người được gặp mẹ và nói chuyện với em một tí nhé. Dạ. Ngoài công việc đi hát lô tô thường ngày, Thư luôn dành thời gian làm việc phụ mẹ. Mẹ luôn là người hỗ trợ Thư trong suốt hành trình làm nghề. Mẹ Thư đã phải nuốt nỗi lòng vào bên trong vì không có người mẹ nào muốn con mình như vậy. Nhân chương trình, Minh Tuân cũng gặp riêng mẹ Đan Thư để chia sẻ những trăn trở của một người mẹ. Cái dằn vặt ở trong mình nó thật sự là gì? Và nó khủng khiếp như thế nào để mỗi lần khi nhắc lại mình vẫn có cảm giác đau đớn về nó? Chị nói thí dụ đi, một cái cảm xúc của một người mẹ giống như là khi mình mang con mình là 9 tháng 10 ngày ra thì con mình tên là một người. Thí dụ như là chị đặt tên con chị là Nguyễn Hồng Thiện. Bây giờ là có đôi khi chị đi, con chị đi làm á, bây giờ chị đâu đặt tên con chị giống như vậy được. Con chị tự đặt thầy, đặt tên cho con chị Nguyễn Khánh Đăng Thư. Thì chị suy nghĩ ngược lại cái đầu mình, tại sao con mình là Nguyễn Hồng Thiện mà giờ gọi là Nguyễn Khánh Đăng Thư? Mình rất là xót ruột. Mình cảm thấy là cái đứa con của quá khứ của mình bị mất. Đúng rồi, đúng rồi, giống như là giống một ký ức nào đó mà mình rất là buồn cho con mình. Thì em xin phép cho em và khán giả được xem Đan Thư hồi bé như thế nào. Rồi, chờ chị ha. Dạ. Là Đan Thư là ai?
Đây là Đăng Thư đây. À, đây là anh hai Đăng Thư. Xe chị sinh năm 1 luôn. Dạ. Là có phải là khi mà mình nhắc đến đây là Hồng Thiện? Đúng rồi. Là mình sẽ nhớ cái bé Hồng Thiện. Đúng rồi. Mình thấy là mình giống như là mình, ủa con mình đâu mất rồi, có bao giờ chị thấy không? Có. Em thấy thì không phải riêng chị đâu, mà bố mẹ nào nhìn lại hình cũ của con mình khi còn là đứa con trai á thì cũng đứt ruột thôi. Đúng. Mình sinh ra nó như vậy mà bây giờ mình hỏi, ủa nó đâu rồi? Nó vẫn sống cùng với mình mà mình tự hỏi là ủa cái hình bóng nó đâu mất tiêu. Em nghĩ là anh chị đã phải rất là khó khăn mới chấp nhận được và quyết định đồng hành cùng với Đan Thơ. Đúng rồi. Thì, hôm nay được đến đây và dẫn khán giả của chương trình Real Life đến và được nghe chị chia sẻ về cái hành trình á và cái cuộc đấu tranh tư tưởng của mình và ông xã để chấp nhận Đan Thư và yêu thương Đan Thư đến bây giờ á, em cảm thấy rất là cảm phục và cảm ơn những người phụ huynh như chị rất là nhiều. Thì bây giờ thì em xin phép được dừng cuộc nói chuyện ở đây để đưa mọi người đến với cái nơi làm việc của Đan Thư. Rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Sáng giờ em bận xíu việc ở nhà. Bận chị trai. Chị khùng quá, em đi chơi với anh Tuân nè má. Vậy chứ không lẽ anh Tuân là con gái. Đúng không? Ok chị, nói gì cũng đúng hết đó. Rồi, và hôm nay em muốn dẫn anh Tuân đến đây để giới thiệu anh về nhóm của em với lại tất cả các anh chị thành viên trong nhóm. Gánh Hello Tô Nắng Mai Hồng. Nắng Mai Hồng. Thế bây giờ mọi người ngồi lại để cho anh xin phép nói chuyện một tí. Dạ được ạ. Rất là vui khi hôm nay được Thư dẫn đến để gặp mọi người ở đây. Ở trong nhóm là em diễn vai nam hay là em cũng là con gái? Em hay nam hay nữ luôn, em làm cái gì cũng được chứ. Ok. Linh hoạt. Linh hoạt. Linh hoạt lắm anh. Rồi bọn mình thành lập nhóm được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Hiện tại thì nhóm khoảng hơn 2 năm. Ồ, hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Làm sao mọi người có thể gặp được nhau và có thể cùng với nhau thành lập nhóm này? Khi mà em lập nhóm ra là lúc đó là chỉ có em và một người bạn của em thôi. Nhưng mà lúc này á, là tụi em bắt đầu á, là tham gia những chương trình cũng như là tham gia những cuộc thi. Thì khi mà mấy bạn biết đến nhau có cái tài năng này và cảm thấy hợp tính hợp nết nhau được thì cái mấy bạn mới em mới vô kiểu như sắp lại bắt đầu làm một nhóm và bắt đầu mới thành gánh và bắt đầu mới nhận show đi diễn. Rồi có bao giờ mình gộp lại nha, mỗi người một tính cách. Yeah. Thì có khi nào mà mình bị bất đồng nhau mà cãi vã hay là có nguy cơ tan rã nhóm không? Đây, nói về chuyện bất đồng á, thì đây bé này với bé này là luôn bất đồng trong quan điểm. À. Còn em thì chỉ biết lắng nghe cho thấu hiểu thôi, em không bị bất đồng. À. Rồi có phải bao giờ mình phải hòa giải cho hai bạn không? Cũng tự không anh, không cũng hòa giải luôn, tự chửi lộn mình tự hòa giải vậy đó. Rồi mọi người thường gây nhau về vấn đề gì nè? Cái vấn đề là tính của mỗi người sẽ có một cái tôi riêng của mình và ai cũng muốn giữ cái lập trường của mình cả. Ai cũng muốn giữ cái tôi của mình thôi à. Cho nên thành ra là không có hợp với nhau. Chẳng hạn như em với Đăng Thư thì tính là quá trẻ con. Còn em thì tính một cái là em phải tính trước, già dặn hơn một xíu. Thì khi mà hai đứa đụng vô cái mỗi lần cái gì cái không có hợp. Chẳng hạn như cái việc mà Đăng Thư hồi nãy đi trễ đó anh thấy không? Đó, việc đi trễ là tụi em đã hẹn giờ trước rồi. Và Đăng Thư lúc nào cũng đi trễ hết. Trời ơi, em nói hoài mà con bé nó vẫn vậy. Thật sự là em cũng muốn xin lỗi đến... Xin lỗi ai thì nhìn vào người đấy nha. Xin lỗi đến nhà. Đầu tiên là những cái lỗi sai của em trong nhóm từ hôm đó tới giờ, từ ngày thành lập nhóm Gánh Hát Lô Tô Nắng Mai Hồng tới giờ. Với lại về cái thời gian của em. Cô xin lỗi chị Trung vì anh Trung đi. Anh Trung, ok anh Trung. Cô xin lỗi anh Trung về những cái sai lầm của em. Khi mà em đi trễ làm cho anh phải là chạy sức bất sang bang như một con điên. Đúng rồi, dạ. Và cũng xin lỗi đến anh Bin là đã lúc nào anh Bin cũng la mắng chửi em hết. Thật sự em rất là sợ mọi người ghét em. Nhưng mà thật sự là em cũng hiểu được tính anh Bin với lại tính của anh Trung với lại Nhàn là mọi người ai cũng yêu thương em hết. Rồi bây giờ thì để mà giới thiệu vào nhóm mình mà không nhờ nhóm mình biểu diễn một tiết mục thì chắc là quý khán giả sẽ tiếc lắm á. Dạ. Thì bây giờ đây nhân dịp chương trình ghi hình bạn Đăng Thư thì em và Nhàn sẽ xin hát một bài. Một bài. Hát bài hả? Bắt bài gì vậy ta? Bài Rồi Tức Tôi Thân Hỏi đi. Cũng được, các bạn hãy nghe nó cũng có ý nghĩa đó. Rồi, rồi các bạn nha, 2, 3. Gọi tên tôi nha bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sớt, để rồi ta được sống trong tim.
gọi tên tôi nghe bản thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sớm, những bóng ngỡ sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không em đêm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sớt chia cùng nhau. Gọi tên tôi nghe bản thân hỡi, trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ mất mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu. Và qua bài hát này, anh xin gửi tặng đặc biệt, à hai anh gửi tặng riêng cho em. Đó, nói chung là dù tình cảm như thế nào thì cứ san sẻ ra đi, rồi tụi anh sẽ chia sẻ cho em, đúng không? Nào ôm nhau một cái đi nhá. Thấy Dư xúc động quá trời luôn. Em không biết nói làm sao nữa, nhưng mà được tình cảm của tất cả các anh chị trong nhóm dành cho em là em rất là vui. Và thật sự là em không nghĩ là mọi người lại dành tình cảm rất là nhiều cho em. Và em rất là quý tất cả mọi người. Và từ khi mà nhóm thành lập đến tới giờ thì chưa bao giờ em có lời cảm ơn đến Nhàn, đến anh Trung, đến anh Binot. Em cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng em và dạy dỗ giúp cho gia đình em, dạy cho em càng ngày càng thành công hơn. Em rất là trân quý tình cảm của tất cả các anh chị đã dành cho em. Khi mà những giọt nước mắt này rơi xuống thì anh nghĩ rằng chúng ta không ngừng tại đây, và chúng ta sẽ đi hơn nữa và cố gắng phát triển nhóm để cho cánh hát Lô Tô Nắng Mai Hồng của mình được đi rộng hơn, cũng như là mình sẽ tiếp nối cái niềm đam mê làm nghề của mình. Rồi thì để nói về cái bước đường mà để được thực hiện cái mơ ước được đi hát á, thì nó có sự hậu thuẫn của cả mẹ và bà ngoại của em ở nhà nữa. Thì nhân đây em cũng muốn gửi lời cảm ơn, tri ân đến mẹ và bà ngoại của mình. Dạ, thì cũng nhờ đến chương trình Real Life Sống Thật, và cũng xin cảm ơn đến anh Tuân đã giúp em có thể gọi là thêm một lần nữa nói về cho gia đình, nói lại cho gia đình em biết là em là một người chuyển giới, coi như là nhắc lại cho gia đình em biết. Và cũng con cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người trong gia đình đã luôn luôn yêu thương con và động viên con hết mức có thể. Và con cũng xin gọi là một lời tha thiết đến gia đình bên nhà nội, hãy cố gắng chấp nhận con trong thời gian sắp tới. Và nếu được thì Tết này con sẽ về quê với hình dạng của là một người con gái để con về quê. Và cũng xin được cảm ơn đến cánh hát Lô Tô Nắng Mai Hồng, cảm ơn đến anh Trung, cảm ơn đến Nhàn, anh Bin, và cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn luôn yêu thương em. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, anh xin cảm ơn Thư, cảm ơn Trung và cảm ơn Nhàn.